Vì cuộc đời là những chuyến đi, và những chuyến đi đầy ắp những kỷ niệm, đã thôi thúc Traveling Cat, một cô gái trẻ, nữ tính và đầy nhiệt huyết, viết nên những cảm nhận của chính mình trong cuốn sách Anh chồng Stockholm, người tình Paris và cậu bạn thân Bangkok. Theo tác giả, đây không phải là một cuốn sách du lịch, mà là một cuốn sách tình yêu, một cuốn sách viết về những cảm nhận về một thành phố, một đất nước, một nền văn hóa, xen với xúc cảm về những chàng trai và các mối quan hệ. Nếu như một mình ở châu Âu, đầy khắc khoải trong tâm trạng của một người phụ nữ, chạy trốn những bất an trong lòng mình bằng những chuyến đi, thì anh chồng Stockholm, người tình Paris và cậu bạn thân Bangkok nằm ở lưng chừng giữa chia ly tình cũ và đón đợi những điều mới mẻ. Cuốn sách đưa người đọc theo dấu chân của Traveling Cat đến với nhiều địa danh nổi tiếng, đó là một khu rừng kỳ lạ nằm giữa con phố trung tâm của Bali, những sân ga, minh chứng lịch sử ở Berlin, những kiến trúc xinh xắn uốn lượn theo những con đường trên bề mặt gập ghềnh của Oslo, những xưởng thủy tinh, xưởng thêu gen tinh xảo ít người biết tới ở Venice, khu phố đèn đỏ ở Amsterdam, những con phố ở Bangkok hô hởi trong sự đan xen giữa những khu nhà sang trọng, những đền chùa cổ kính và những xe hàng bán dạo. Bạn cũng sẽ được gặp gỡ những con người Thụy Điển, vẻ ngoài xa cách nhưng kỳ thực lại mang một trái tim ấm áp vô cùng, những cô gái Mary rực rỡ và quyến rũ. Giống như cái tên, anh chồng Stockholm, người tình Paris và cậu bạn thân Bangkok, mỗi địa danh mà người viết đi qua không chỉ đơn thuần là Paris, Venice, Bangkok, Praha, Amsterdam, mà tác giả đặt cho nó những cá tính như những gì cô cảm nhận về nó, đó là Venice đồng đảnh, Amsterdam bỡn cợt, Nora nhỏ xinh, Milan đỏ sáng, Helsinki rạng rỡ. Tất cả đều giống như những cô gái hoặc những phần tính cách trong một cô gái. Cuốn sách còn có những ghi chú nhỏ rất dễ thương, được tác giả góp nhặt từ cuốn sổ tay trong mỗi chuyến hành trình. Đó có thể là một vài điều thú vị mà người viết vừa đọc được trong một cuốn sách nào đó về công thức nấu một món ăn, công thức đắp mặt nạ dưỡng da hoặc những chú ý cần thiết khi đi du lịch. Cảm nhận về anh chồng Stockholm, người tình Paris và cậu bạn thân Bangkok, nhà báo Dương Phương Vinh đã viết: tác phẩm làm cho người ta tin vào chuyến đi đó, cuộc gặp gỡ đó, tình yêu đó, tin vào lòng tốt, vẻ đẹp và sự cần thiết phải có trong hành trang của mình hơn một ngôn ngữ, hơn một nền văn hóa. Còn nhà báo Ngô Thị Phú Bình cho rằng, cuốn sách này bạn đừng đọc một lần, hãy chỉ đọc nó vào những sáng cuối tuần yên tĩnh, đặt nó trên bàn, đọc nó giữa những cuốn sách khác, hãy coi nó như một cô bạn thân, cần cà phê lá ới. Sách do Thái Hà Book và nhà xuất bản Văn Học liên kết ấn hành.